nào mà nó rõ ngày tháng. Sơ ra Nguyễn nói chú Việt ơi, hòn đá phong ấn hồ ly bên Nhật bị dở ra làm đôi thì sao chú? Ủa có vụ đó hả? Thời nay thì thời tận thế, tất cả những yêu tinh ma quái thiên ma nó xuống trái đất mình, nó lộng hành lâu nay đến về ngày đến giờ nó cũng phải ra đi. Nó trả lời cái sự thanh bình cho chúng ta. Trung Cộng sẽ chia 5 sẽ 7 để mà cho Á Châu được bình yên, cho Phật xuất hiện, cho Đức Thầy xuất hiện, cho Kiệt được đi về Việt Nam. Nếu không thì ngồi để lóc chóc hoài không dám về. Thành Võ hỏi người tu hiền không ai bị chết thì đi đâu hả chú? Thường người tu hiền hiền cỡ nào nhiều lúc chết thì thành ra cũng là cửu quyền, đầu thai trở lại làm người. Người biết tu thì đi về. Lý nói về Việt Nam tháng này có nguy hiểm không anh? Nhớ nhà thì cứ về. Chuyện sinh hoạt hàng ngày của mình á, mình cứ bình thường thôi. Chuyện ngoài á, thì có chư vị lo hết rồi. Mình cũng có số, đến lúc mình chết là mình chết. Thế hơi đâu mình lo quá.